Cho miếng nhạc lên nè anh em. Vô. Yeah, come on baby. Ghê chưa? Ghê chưa? Hay nhớ lời cha uống bia nhạc còn đừng nên uống để có ngày chết queo. Dẫu ghê chưa, ghê chưa. Rồi rồi rồi, thôi được rồi, tắt nhạc đi, tắt nhạc đi. Hết thuộc rồi, hết thuộc rồi, khuột có nhiêu đó à. Ba, hai ba, quay nha. Vô. Khoan, bà đứng im mà đừng có nhảy, tôi nhảy thôi. Cái gì vậy má, nhảy hoài mà đứng im mà cả cái mép hay gì vậy? Chà, không chết giờ trốn kỹ dữ, giờ mới thấy xuất hiện. Trốn gì mà trốn má ơi, mẹ thấy người ta cắt mắt cắt mỏ đi ăn Tết, tôi cũng bắt trước đi lậm cái mỏ đi ăn Tết. Ra nó nói làm xe lớn hay xe nhỏ, nó xe lớn xe nhỏ có khác nhau giá tiền không, nó nói bằng giá. Má tham mà là kêu quất xe lớn mẹ cho rồi đi. Mẹ quất xe lớn, quất cái mỏ tôi như cái mỏ chó luôn sao ăn Tết nè. Má không biết giờ làm chồng ha, ở đợi trời trời ngu hay là ngu, lấy cái này sắc nè ba đó đó ta theo sai như con đó cái gì giờ có vô biết đâu, không biết chỉ cái này lục nhất mà sắc cái gì cũng không biết, mày ngu hay tao ngu à? Sắc cái quần què sắc. Rồi rồi, bu vô nè, đứng sát sát vô, chụp tấm hình để làm kỷ niệm. Bà Mai dù đứng ở trên đầu đi. Ừ, chắc ăn không đâu ông nội, thấy con này nó nhúc nhích nhúc nhích ớn quá vậy. Bà yên tâm đi, cái con này tôi thần chủng rồi, hiền queo rồi. Đủ hiền queo, hiền queo rồi. Thích đủ thứ, đệ tử thứ 18 của Thiếu Lâm Tự, thời bấy giờ được xem như là một kỳ tài võ học, võ công cái thế. Anh có thể đánh đồng dẹp tay, mọi kẻ thù khi được nhắc đến tên anh đều phải bỏ dạy. Đụng tắt cam dở đi bệnh viện anh em ơi, lòi ruột rồi. Dẫu dẫu nè anh em ơi, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hay lắm đó nha. Chưa hay đâu anh, cái này mới hay nè. Anh em chí cốt, thằng triệu mốt. Còn nữa, anh em xương máu, một thằng 1.600.000. Hai cửa trả tiền đây lẹ lẹ, má về qua đòi nợ bắt nhảy như con khùng nãy giờ. Vô ngày hôm nay ta cùng hạch quán đây đây, ngồi với nhau hạch mừng sinh nhật. Happy birthday, happy birthday chú dù. Happy birthday, happy birthday chú dù. Yeah yeah, lên luôn.